chào tất cả mọi người nhá. Rất vui được gặp lại mọi người trong những ngày đầu năm này. Thì thời tiết hôm nay phải nói là nó cũng xấu, mưa, trời tối lắm. Đấy. Giống cái màu bông đại mạc hôm nay mình giới thiệu mọi người. Này. Đây là chỗ đại mạc. Thì các bạn biết rồi. Mạc hay là mạc ấy. Đấy. Màu nó tối. Đấy. Đấy. Hoa thì vẫn thơm rồi. Đấy. Đây. Cái bông này là nó nở vào dịp Tết ấy. Thì là bây giờ này các bạn này. Đấy, nó ra quả này này. Thì là mai ngày kia mình sẽ tách chỗ này thôi. Đấy. Anh em nào cần siêu tầm giống thì liên hệ mình nhá. Số điện thoại và địa chỉ mình để bên dưới ấy. Đấy, chỗ này thân khá ok. Đấy. Chỗ này xem nào. Được 2 khóm, 3 khóm. Khóm này hơi bé, 2 khóm này là to này. Đấy. Khóm này già rồi thì không tính. Thì là mạc hay là mạc thì các bạn biết rồi. Đây, màu nó tối đây. Nó cái mạc này này, nó càng tối thì nó càng đẹp nha mọi người. Đấy. Càng tối nó càng đẹp. Năm nay thì là thời tiết lạnh nên là cái mấy cái đông thì nó càng tối hơn đẹp. Hoa thì rất là thơm. Đấy. Ví dụ như là cái cần chỗ này của mình, nhà mình được 5 cần. Mình thử xem cần này được mấy bông. Đôi, 4, 6, 8. Đôi này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 13 bông. Đôi, 4, 6, 8, 10, 12. Đây được mỗi cần này 13 bông. Ra quả này này. Dạ vâng ạ. Cái là đại mạc cô ạ. Vâng. Vâng. Đây, ra quả này. Vâng. Chơi thì thường chơi nhà mình thường chơi hoa đến khoảng mùng 6. Là mùng 6 mùng 7 thôi. Đây, nên là mình sẽ cắt hoa tại vì chỗ này năm nay nhà mình không chơi tại vì là mỗi người một quan điểm ấy. Đấy, thì là cái màu này, thực ra cái màu này nó màu tối. Đấy. Nên là nhà mình thực sự là không chơi Tết. Đấy. Bao năm rồi. Đấy. Tất nhiên là cũng rất nhiều anh em chơi mà. Mạc thơm mà đẹp mà. Đấy. Nhưng mà nhiều người ta có quan niệm là cái màu nó không được sáng này. Đấy thì người ta không thích thôi. Đấy. Đại mạc. Đấy, các bạn biết rồi. Đại là to, đấy. Thân thủ to. Đại mạc này. Hầu như là những cái mà có từ đại đằng trước thì giá nó gọi là cao cao. Đại mạc, đại kiều, đại thanh, đại hoàng. Rồi. Đây. Lá rất đẹp nha, vặn vỏ đỗ mọi người. Đấy. Hai cái khóm này tương lai tác phẩm sẽ rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là đẹp cái này để làm tác phẩm. Cái này phải tách hẳn ra thì mới biết được. Đấy. Hoa đây. Đấy. Đại mạc. Thân thủ rất là cao to nhá. Nếu mà cứ chơi hoa như này này, phải nói là rất hại cây, phải nói luôn, rất hại cây. Nên là chơi thì vẫn chơi thôi, nhưng mà mình chơi đủ thôi. Ví dụ như này là chơi quá này. Đấy. Nếu mà anh em hầu như, nhưng mà chơi này, đây, không để cái tình trạng của nó ra quả như này, đấy. Nó rất là hại. Đấy. Nó đuối cây mọi người. Đấy. Hoa ngầu rất to mập mạp luôn. Phê. Các bạn nhìn cái lúc nó đâm lên, đâm ngồng lên ấy. Ôi giời, nó to, nó bẹ to nhìn sướng thôi rồi luôn nhá. Rồi. Đấy, em chọn đại mà. Chỗ này của mình chắc khoảng 20 thân. Các bạn thử đếm xem nào. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỗ này hơn 20 thân. Nếu mà cả già cả trẻ, cả già cả trẻ thì chỗ này phải tầm 26 đến 30 đầu. Đấy. Nhưng mà nếu mà tính thân thì chắc chỉ khoảng tầm được khoảng 20 đến 22 thôi. Đấy. Có tí dẹp này. Thân này to thế. Cao vọng này. Rồi. Video này là mình giới thiệu về cây đại mạc thôi. Hoa đấy. Hôm nay tối quá nên là quay nó cũng hơi khó nha mọi người. Đấy. Hoa đại mạc. Cây này năm nay nhà mình ăn đúng Tết luôn. Đẹp luôn. Chỉ tiếc mỗi là cái chậu này là xác định không phải tác phẩm ấy. Đấy, nên là nhìn cái chậu nó hơi xấu. Đấy. Rồi, hẹn gặp mọi người ở video sau nhé. Ở video sau thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cây yên tử. Cây yên tử, cây hàng sổ thôi. Không biết là có anh em nào sổ được cây như này chưa. Cây này là 2 năm trước, ở video 2 năm trước ấy mọi người. Mình có đăng rồi. Đấy, thì đây. Năm nay của mình nó nở lại đây. Đây là một cây yên tử. Thì ở video sau mình sẽ quay cây này nhé mọi người. Đấy. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở video sau nhé. Hôm lập xuân khác, từ hôm lập xuân bây giờ mưa gọi là nó mưa phùn nên nó bẩn. Đấy. Nên là cây tách là mình cũng chưa tách được, mình phải đợi mấy hôm nữa nắng thì mình mới tách được nhé mọi người.